tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Chắc dừa mà. Dừa quá. Quay cái cảnh này hết á. Ba cái hàng xuống nào gì khiến trong đời chỉ cái hai cái là dữ lắm. Chú đầu tì này trong đời cũng mới gặp lần đầu tiên. Khiên 30 năm rồi đó mà mới gặp cái hoàn cảnh này ba cái một lượt. 30 năm làm nghề hả chú? 30 năm rồi khiên đầu tì này rồi còn gì. Dạ. Rồi lúc. Một cái này người cha rồi. Đi chụp chốt ha. Trước này là bé 8 tuổi rồi nha. Cậu kéo cái đầu về bên kia. Bé 3 tuổi thì đi đầu tiên. Tới là bé thứ hai là 8 tuổi. Đến lúc là 37 tuổi. Quá trời. Quá trời ấm khóc rồi cả nhà. Có đi xe được không vậy? Đi xe. Ồ, quá trời anh em. Đẩy giỏi ra cho nè. Thôi từ từ. Quay xuống rồi. Quay ra quay đưa tốt thì xuống người hai người nữa. Đứng đây nè. Đây. Ông nào xuống đây nè, đứng nè, cô này đứng ngang đây nè, đứng cái giỏ đi. Được. Được, chạm hẳn hai cái giỏ hai bên đó. Đó, còn hả? Còn một người ngồi đây, người ngồi kia được. Qua bên kia cô nói, còn ngồi đây cô nói được. Có vậy đó, quay xem rồi được rồi. Đó. Thôi vừa vừa thôi, vừa. Rồi. À, chạy xuống sau luôn á. Xuống rồi, xuống sau á, lại sao? Rồi con này ngồi. Đi bên đây. Không mà cắt rồi đi bên đó hết đi. Con đi bên đó đi con. Dạ. Chỉ cho người nhà đi vỏ này đi. Chị ơi mình đi bên đó đi, mình quay làm sao? Đi bên vỏ nó đi. Đây. Anh Phương chạy từ từ cho cái vỏ nó chạy bò theo á, cho nó quay. Buồn lắm quá. Ai theo chửi á nha. Rồi gọi em đi. Dạ, anh theo em chửi mũi. Ngồi xuống đi, ngồi xuống đi. Lắc lắm á. Trước đi. Phụ nữ lên trước đi. Bây giờ mấy anh em YouTube với lại bà con ở đây à, đi xuống cái vỏ riêng. Rồi ra đi leo lên. Xuống đi thầy. Lần sau luôn con. Dạ xuống thầy. Thầy ngồi xuống á, ngồi xuống á. Đứng nó lắc dữ lắm. Ngồi xuống á, ngồi xuống á. Vòng 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 xích sao anh em ơi. Xích sao. Nhiều sao đâu. Nhiều đóng, nhiều đóng. Không biết đi vô trong cái con kênh nhỏ cả nhà. Con kênh nhỏ này để mà đi vòng lên tới chỗ cái đất mà mới mua để chôn đất ba cho con. Ở chừng cái đầu quá nghe. Đừng đầu nghe. Bỏ đồ này. Bỏ. Thank you.
dính cây chuối rồi. Đấy, mà đã chở ba cái hàng của gia đình anh Lút á, dính cây chuối rồi cả trời. Bây giờ phải có cây dâu mới lỡ ra được chứ. Dụng cho trên á, trên cây cho người ta lụm. Đây là có ai lậu xuống rồi sốc chết. Cái này nó không có dính được. Thấy kêu bỏ vậy cả nhà. Ờ. Thầy kêu bỏ mà. Tắt máy rồi. Tắt máy. Quá trời đường lục bình. Vậy vướng rác rồi. Vướng nguyên cây chuối luôn. Cây chuối đó là không có cây dao là không có tháo ra được đâu. Tại bây giờ này phiên dịch của máy này cũng dính rác quá trời luôn. Có đâu? Rồi đợi gỡ cái tới chạy tới cho. Bên đây cũng dính rồi. Bên đây dính nữa. Dính rác quá trời luôn giùm. Cái này chuối với bọng. Đâu chị đưa đây đi. Kéo tới anh em ơi. Để anh lấy máy anh chạy lại kìa. Đang gặp sự cố mà cô chú chị bị bướng. Bị bướng cây không qua được. Gặp sự cố rồi. Dướng cây chuối chà bá luôn. Ôi ơi, cái dòng sông mà cây tre chút gì mà nó bít đường cho luôn đó nha. Cái dao ở đây nè. Đây có dao. Hết nhang luôn hả? Có mà cái vỏ này là ở trong cái vỏ có nhang đó chị. Sắp tới chỗ mà vẫn chưa có được ổn. Chuối dai lắm. Chuối dai lắm. Cái dao lục. Dao này không quả không đứt. Kệ đỡ đi, đỡ không? Đỡ không có. Đỡ không có. Dao bán xong rồi đem về 8.000 mình nè. Chia sẻ. Cắt cỏ. Cầm được xong này nhằm khi ta luyện được mũ dơm giác rồi, cái chuối nè. Cặp bên hông ta trồng chuối vậy đó. Dưới nó đâu có quay cánh quạt rồi rồi. 300 thước à? Dạ. 300 thước nữa. Không sắp tới là đường này trống rồi nè. Nãy thấy lục bình quá khứ. Chạy lên ruộng hả? Ở trên đó mình đi xe là nó sẽ gần hơn tại cái bên. Chạy lên ruộng hả? Lên ruộng. Chết sao cơ. Cũng không biết là sâu hay là cái này đâu bình thường á, người ta không chịu chết hết luôn. Không biết sao. Đem về đây ba còn ở về bên hai. Ngoài Thanh Hóa. Ngoài Thanh Hóa hai còn đây đem về đây ba. Dạ. Đây thì đi đường vỏ tông về nè. Tại giờ thầy cũng đang đi chung với mình nữa cả nhà. Khó ghê anh trời ha. Thầy ơi bữa nay cực rồi. Đi vỏ đi cái này vậy đó con. Dạ. Sông nước còn cực nữa. Nay vậy là sướng rồi đó. Hổm còn nước lên cái đầu. Cái đường mà đi lên ruộng không có cái dòng sông là còn cực nữa. Ba chân nha nè. Rồi. Rồi ông đi trước đi. Đi anh. Cùng bồm xuôi gió nha anh. Dướng. Cái gì dướng? Phía trước nguyên cái cầu khỉ nữa kìa. Ở chừng luồn qua gãy cầu khỉ nha. Cầu khỉ đụng cái nhẹ là nó sụp luôn. Cầu khỉ thấy vậy chứ yếu. Dạ chào Hiển Ngọc. Giờ cũng còn hiếm cái cầu khỉ nữa. À cô chú anh chị xem ba cho xin một like nha. Ê tiếng dịch nha anh em ơi. Ê. Sao? Tiếng dịch. Mấy ông chú này chuyên nghiệp lắm. Văn sông nước mà. Cuộc sống là sông nước, được sông nước là đi bằng xe nhỏ. Tiếp tục một chương trình sông nước. Dạ, chào anh.
đây là ghe cũng mới đến chỗ của chỗ cái nền để mà mai táng cho anh luốc đó. Bây giờ anh luốc lên đầu tiên. Có bơm cát lên. Cũng ngôi mộ là cũng liền nhau đó. Kế bên luôn nha. Nha. Nhớ luôn. À, nào mấy chú ơi, từ nào xuống cho cha nó ở gần cái này nha. Dạ rồi. Cha nó. Rồi. Lại con đem ra làm gì ạ? Những này đỡ đi. Mỗi giò ngầu xuống phòng. Thầy có quạt không gì? Nhìn cái hình. À. À. Xếp cái ly luôn, xếp cái hình luôn. Sau đó thì tiếp tục cái gái 8 tuổi mấy anh em đạo tị cũng đang kêu lên đó nha. Lên cho giúp tới luôn quẹo qua tiếp theo là đứa bé 3 tuổi ở cả nhà, là đứa bé sau cùng luôn.
mấy anh em đậu tiền cũng khinh ghinh ba cái quan tài cũng rất là cực khổ. Cha nó là cái quan tài lớn nhất á. Ông tài quan tài nhất. Nam mô Văn Lương Địa Bồ Tát.
Nam mô Đại Bi Hội Tướng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Tướng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Tướng Phật Bồ Tát. Tiên tổ tiên nhãn chư hàng đại bi tâm xà la ni. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Bà Lộ Ni Đế Đức Bát Tra Đa Bồ Tát. An ta bàn ra phát về tu nát ba na có nam mô phát chí lạc tổ thiên môn a di đà bà lô ni đế phật quạt ta lan đa ba na ra cần kỳ đi đi ma bằng na ca nế pháp bà ta đậu như bằng na tê nhân pháp bà pháp ba na bà già ma phật đa tấu đáp di ta na ba lô ê lô ca đế ca na đế di đế di ma bồ đề ta tô pháp bà ba ba ma ra 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 ma ba ra 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 đa giả ta ba đa 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 mạng đa đa ba đa gia ta ba ma ba nhã ba la mật ca tâm kinh văn đa ta bồ tát tăng tâm ma nhã ba la mật ca thầy kiến gia công độ nhất thiết cổ tối lợi tử tất tất vị công công tất vị tất 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 vị công tất vị một như đây thầy sư ba công tăng bằng việc các câu bắt cần bắt tăng nhất chàng đi cố công trung vô tắc vô bò thương hành đất vô nhà nghĩ tì tì tăng nghĩ vô tắc tăng hương vị cốt pháp vô nhãn giới này chứ vui tức chất vô vô minh việt vô minh tận này chứ vô la tử việt vô la tử tạo vô chứ việt vô đắc chỉ vô cả đắc cố bồ đề tác đội ban nhà ba la mật đa cố tâm vô có vô cung vô diện đi điên đạo mong tượng cố cách thiết bà lành đề chư bà kỳ bác nhà ba la mật đa cô đất a nậu đa la tam miệu tam bồ đề cổ kỳ bát nha ba la mật ca tỳ đại tăng chú tỳ đại minh chú tỳ vô tượng chú tỳ vô đằng đẳng chú đằng tự nhất thiết cổ chân tiệt bất cơ cổ thiết bát nha ba la mật ca chú tất kiến chú thiết đế đế ba la tăng yết đế bồ đề tát bà ha giảng tăng tăng chú nhất định chư ngôn nam mô a di đà bà già đa ta già đa già đa đi cha ta di đi đô bà thầy A di đà ta tất tam bà tì a di đà ta tì a la lê a di đà ta tì a la ta gia di ni a ya ha phi đà ta lê ta bà ha nam mô a di đà bà già đà ta già đà già đà đi già ta di đà ta bà tì a tì a di đà ta tì a la lê a di đà ta tì a la ta gia di ni a ya ha phi đà ta lê ta bà nam mô a di đà bà già đà ta già đà già đà đi già ta di đà ta bà tì a di đà đa tất cam ba tỳ a di đà đa tỳ ta lan a di đà đa tỳ đa lan đa già di ni già già na chỉ đa ca lễ ta bà ai hà tiên tinh lãng cổ ai giang cùng ba dục có kính ngồi cổ tàu chỉ đà nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư a di đà phật nam mô đại bi quan tâm bồ tát tát đại chứng minh nam mô đại tê chí bồ tát tát đại chứng minh.
Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Phát Đại Chứng Minh. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Muốn đi có một đường này, nhưng tâm niệm Phật có gì tốt ca. Vậy quyên phải niệm Di Đà, hồng dành sao chữ thần là rất cao. Nguyện thanh về coi, về nơi cực lạc ở miền Tây Phương. Đến khi tòa mạng vô tường, thì ngày bóng ngọn hào quang rước liền. Biết bao phước đức nhân duyên đã về cực lạc, còn phiền não chi, tự vui trời cũng chẳng bị. Điểm điểm tâm ta ngày ngày vui chơi, tâm lâu kiếp đời đời không già không chết không dời. Đi chiêu cung kinh hạ nguyệt tông đức tổ tăng hạnh, vô biên văn quốc gia hầu hướng bồ nguyện pháp giới chư chúng sanh tóc chán vô lượng quan phát tác nguyện dòng thành tiểu tam chứng từ phiền não. Nguyện dòng hồn đắc trí huệ giờ mình liễu bồ nguyện tàu chương tách tiêu từ thế thế thường hành bồ tát đạo. Nguyện dòng hồn tịnh độ tây phương cửu phẩm điện qua di phù mẫu hoa ca kiến phật ngộ vô tay bạn lớn. Nguyện dòng hồn đủ công đức phổ cập tự nhiên tiết nga đăng giữ chúng tịnh dòng hồn thành phật đạo. Nam mô a di đà phật. Phục nguyện thần hồn trong suốt tâm tức nhẹ nhàng, nghe tiếng kinh giác ngộ trần gian, nhờ Phật lực thoát dòng mê nghiệp chướng sen vàng chính tâm trổ qua. Pháp tăng nhờ Đức Di Đà thọ ký, nguyện hương linh Phạm Văn Luốc, Phạm Thị Ngọc Nhi, Phạm Thị Hà Nhiên, tàu diệp phước sanh căn lành tăng trưởng nghiệp chướng tiêu trừ tóc xả mê đồ siêu tâm tịnh độ. Nhất thành thượng đạt dạng tội băng tiêu, nguyện cho dòng hồn đắc độ cao tiêu. Kỳ gia quyến hiện tiền tề gia nam nữ quyến tông thân hưởng tòa. Phổ nguyện âm tiêu dương tới ai hà thanh pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Hướng linh tự quy Phật đương nguyện chúng sanh thể giải đại đạo pháp vô thượng tâm. Hướng linh tự quy Pháp đương nguyện chúng sanh thanh nhập kinh tạng trí huệ như hải. Hướng linh tự quy tăng đương nguyện chúng sanh chúng nhất thiết vô ngại. Đàn càng kinh văn dĩ mạng hiếu chủ thiền thiền lại tả hướng linh lễ tất tứ bay. Rồi bưng ly hương, bưng ly hương lại chỗ cũ chuẩn bị thầy cho thiên thần hộ khẩu. Chỉnh rồi rồi đây ngồi chạy chạy rồi đưa người cha xuống số bình hơi qua lúc đây luôn lại qua lúc đây luôn. Chỉnh cái đít anh Vương ơi, gom lại lúc đi rồi xài xuống rồi gom lại một lần. Tây Phương chắp tay lại niệm Phật với thầy tốt hơn. Đợi niệm mười dòng hồn. Tây Phương cực lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật. Nam mô 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 Phật Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Cái này là cái
Nam mô rút bên đây nè, dễ hơn. Rút bỏ mắt tường á. Rút. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Trên là cha, trên là thả chuyện như rồi. Không được rồi, không được rồi. Hết rồi, tôm nhang là hết đi. Cắm ra ngoài xa đó. Rồi, chị lãnh rảnh tay đem mấy cái đó này. Chị lãnh rảnh tay đem chút đồ đó. Có lòng mà. Đây có rồi con, kiếm rồi. Dạ, con ôm nhanh đi là. Con tắm đâu ngoài con. Con lại 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 phụ thầy này con. Dạ thì thầy cũng đang làm mở cơ mã chưa có ngà. Đây còn đây thiếu nè. Ừ, cũng rất là mong mà ba cha con được nằm ở nơi đây được siêu thoát để mà đến nơi suối vàng đó cả nhà. Còn một tiếng hồ nữa ông mới có gì. Chén. Rồi để ngay góc nào cũng bắt đài đó thì góc nào cũng được hết á, rồi xử luôn. Ừ, trời. Hết đâu rồi. Có nhỏ nhỏ không? Thường. Đó, để theo ở trên đầu ngọn này như cảm ơn chị Ngọc Trần. Cái đó cái ly gì vậy? Khỏi, không có nước gì hết á. Khỏi đi. Mắc nghẹn. Không có, chết rồi khỏi, nó mắc nghẹn. Rút rồi mắc nghẹn. Mắc nghẹn là chết rồi, không để chết nữa. Ăn chè cho mấy ông già không có răng á, còn này có răng rồi. Sáng chết mấy ông mà ăn chè mà chết á. Em cho anh tính kiệt nha. Ghê không? Dạ, cảm ơn chị Ngọc Nữ à. Rồi giờ ba cây mía gọt vô chùm cái bắt đầu mình cột con gà thôi. Rồi cột vô ngay ngọn cây mía thôi. Anh dùm ơn cái thắng y súc đây mẫu chỗ
chè. Năm hả? Nghe chè. Đâu có thì mà thầy cứ nghe là thầy có năm chén thôi. Trên đầu 3 dưới 2, mỗi cái. Có. Đây là con gà chuẩn bị thầy mở cơ mã. Trên đầu 3, ở dưới chân 2. Chén nó đủ rồi, mỗi chỗ ăn sao 2 chén, 2 chén. Để hai góc luôn. Lấy nó ra. Ờ đó. Vậy đó. Rồi ba cái mía đâu rồi cái mình cột con gà vô đây. Cột sẵn gà vô rồi thầy. Rồi. À, được không? Để xuống đi. Đi theo thầy mở cửa mã nè. Kéo con gà đi. Kêu ấy ra rồi banh ra cúng ngay đó đó. Rót trà rượu cúng ngay đất đai ngay đó đó. Rồi. Đó thì nãy giao cho anh này nè. Anh cứ rót trà đó. Ủa còn mấy nha. Mình có giấy chưa? Cúng không đốt nhang. Ủa thầy ăn. Là đốt nhang chứ. Đi mua giấy đỏ rồi. Bỏ. Rồi cầm con miếng với gà đi. Nhang nè, nhang nè. Cái mâm cái gì ốc để cái mâm cái gì. Đây cho đốt nhang. Đây.